Đây chính là con Nokia huyền thoại chắc mọi người đều nhận ra chứ. Hôm nay anh chàng báo thủ này sẽ thực hiện thách thức nó với nhiệt độ lên tới 1000 độ C để xem vua lì đòn sẽ bị tàn phá như thế nào. Trước tiên anh báo phải liên tục đốt cháy chiếc nồi nung của mình để quặng xỉ trong đó tan chảy như dung nham. Sau đó lại lấy nó ra khỏi nồi và bắt đầu thử thách thôi. Chưa tới vài giây thì vua lì đòn của chúng ta đã bị đốt cháy phần nhựa bên ngoài đến khi nó nổ như pháo hoa làm ai cũng phải trầm trồ. Bảo sao mấy em người yêu cũ gọi cho anh đều không được vì giờ còn đúng cái nịt. Tiếp theo thử thách anh báo đầu tư luôn một con iPhone 14 xịn sò, gấu mập còn chẳng có mà dùng anh lại báo nghĩ có chán không chứ, chiếc iPhone cứ thế bị cho vào dung nham. Rõ ràng nó không bị phá hủy nhanh như con máy lúc trước nhưng màn hình đang dần tắt đi, sau đó một ngọn lửa xanh đang cháy âm ỉ trong. Nhìn thì đẹp mắt đấy nhưng nhiều người lại thấy xót xa trong lòng, chỉ trong vẻn vẹn có vài giây mà anh báo đã đốt đi một đống tiền, ai mà không xót cơ chứ. Gấu thì vẫn thích cảnh pháo hoa của vua lì đòn hơn. Ngày hôm sau anh báo tiếp tục thực hiện thử thách ăn rồi báo của mình. Nhìn hai con siêu xe của anh thì mọi người cũng đoán được thử thách này là gì rồi chứ, nhưng đó chỉ là một cú lửa mà thôi. Anh báo sẽ thử bơm bóng bay bằng khói của chiếc phân khối lớn, hình ảnh quả thật rất đẹp mắt. Hôm qua anh báo cũng định phá luôn hai con xe này nhưng mà bị nóc nhà biết được nên hôm nay hai mắt có bị thâm đôi chút, thế nên mới không có thử thách phá nhà phá xe cho anh em xem. Tiếp theo sẽ dùng ống xả của ô tô để bơm một quả bóng bự hơn xem nó sẽ như thế nào nhé. Sau khi lắp bóng thì cần phải khởi động máy đạp ga liên tục để bóng vàng được bơm đầy. Chỉ một lúc thì nó đã to hơn cả cái xe của anh rồi, bóng này mà cho gấu mập thủi thì chắc hẹo luôn ấy chứ. Nó lập tức bị nổ do đã quá căng nhưng nhìn không đẹp lắm nhỉ. Thôi thì lái em mô tô mini để đi về vì nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thử thách tiếp theo anh báo sẽ dùng vô số chiếc đinh sắt để thử độ bền của cái lốp xe nhà mình, may mà vợ anh hôm nay vắng nhà. Đầu tiên là 130 cái đinh được cắm ngược tạo thành một tấm trông. Anh báo đã cẩn thận chuẩn bị 4 bình ga để xịt lửa nung cho chúng chuyển sang màu đỏ thì mới chịu dừng lại. Chiếc xe được đánh lái lùi lại và lăn qua bàn trông đinh, lập tức khiến ngọn lửa bùng lên vì lốp xe đã bị đinh xuyên thủng. Cảnh quay chậm trông khá đẹp mắt phải không mọi người? Lăn đi rồi thì anh lăn lại lần nữa vì dù sao cũng phá rồi, phá một thể cho xong. Dù đinh đã bớt nóng nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên một số cái, sau đó đã bị siêu vẹo vì trọng lượng của xe quá lớn, hơn nữa chúng còn đang nóng. Kết quả có thể nhìn thấy lốp xe đã thủng chi chít lỗ nhưng xăm thì vẫn chưa thủng nên tạm chấp nhận đi được. Sau đó anh báo đã đổi sang 11 chiếc đinh để thực hiện thử thách. Tất nhiên vẫn như cũ, chúng được nung nóng đến hồng. Lốp xe lần này đã không thể vượt qua ngay lập tức, bị xuyên thủng dễ dàng. Cùng xem lại cảnh quay chậm, chỉ nghe thấy âm thanh xèo thật lớn vì khí trong xăm đang xì ra ngoài. Nó hoàn toàn bị đánh bại, không thể di chuyển được nữa. Tuy nhiên anh báo không cho là như thế. Anh cố rút bàn trông ra và chạy xe thử xem kết quả thế nào thì ok, vẫn chạy được đó chứ. Báo mẹ báo con báo thì cũng chỉ báo tới thế là cùng, để con vợ biết được thì tối nay lại phải ngủ ngoài đường. Thử thách tiếp theo sẽ là uống nước nóng 1000 độ, nhưng mà trước tiên phải kiếm được cái gì đựng nó cái đã. Đầu tiên sẽ là chiếc ly thủy tinh này, xem nó có thể dùng được không. Quả nhiên như dự đoán của tôi, trong tích tắc chiếc ly đã bị vỡ nát. Cảnh quay chậm mọi người có thể thấy nó bị nhiệt độ làm cho vỡ vụn và bắn tứ tung về mọi phía. Sau 5 phút khi chất lỏng đã nguội cứng thì đây chính là thành quả. Chiếc ly thủy tinh rõ ràng không thể dùng được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng chiếc cốc để nướng bỏng ngô xem thế nào. Ngay sau khi cho vào thì ngô bên trong lập tức bị cháy đen, sau đó chiếc cốc cũng lập tức vỡ vụn vì quá nóng. Nhìn kỹ hơn ở cảnh quay chậm quả thật quá mãn nhãn, chiếc cốc vỡ vụn bắn ra tứ phía, còn bỏng ngô thì coi như bỏ bị cháy thành than hết rồi còn đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ thử xem anh báo sử dụng chiếc iPad làm đường cho ô tô của mình sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên là phải dùng tầm gỗ để cố định iPad không cho nó di chuyển. Thử thách bắt đầu, anh báo lên đạp ga thật mạnh, chiếc máy quay được lắp đặt để bắt được hình ảnh sắc nét nhất. Nhìn thật kỹ chúng ta có thể thấy khi bánh xe dần hạ xuống thì iPad vẫn đang kiêu ngạo đố mày bắt được tao, nhưng sau đó màn hình dương đã tắt ngỏm và bắt đầu chạy loạn. Vài giây tiếp theo, sức mạnh và ma sát cực lớn của bánh xe đã khiến màn hình iPad không thể trụ vững được nữa, nó dần bị nứt toác và bắt đầu không thể lên hình. Lập tức bên trong có tiếng nổ rôm rốp, chỉ thấy khói trắng thoát ra nghi ngút. Anh báo lúc này mới kết thúc thử thách vì iPad đã hoàn toàn bị phá hủy, chỉ có camera thì luôn bất tử mà thôi. Kết quả đánh giá chi tiết như sau, phía trước của iPad đã bị mài trắng một mảng nhưng đằng sau có vẻ ok hơn nhiều. Tuy nhiên thì cũng chẳng thể sử dụng được, ai bảo anh báo quá mà. Hẹn mọi người ở video sau, nhớ like ủng hộ gấu mập nhé!